Vâng, khả năng là tối nay có nhiều kèo. Vâng, kèo solo Happy này, Danny No 1 này. Vâng, rất nhiều kèo. Vâng, cảm ơn anh Lê Hùng đã gửi cho game thủ Hoàng Minh Nhi 50 sao. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Yamato. Vâng, Ia Maxi. Vâng, quân này đánh được. Vâng, đánh tươi luôn. Vâng, Ia Hoàng Minh Nhi và Max của game thủ Yugi. Đây là trận đấu thứ hai. Vâng, một thế nhà giữa góc 6 giờ. Bây giờ là định hình đồ Vâng, có thêm một bãi quả. Khả năng hưu đầu anh xem có sát sát khu này không. Không lấy hưu đầu mãi ở đây. Vòng nhà đang làm cái thế rất đẹp này. Úi dồi, cho mình cái rừng nữa. Hy vọng sẽ là bãi quả phụ 6 cây. Một vậy là nhiều đầu mãi kia. Sau cánh rừng này. Vâng, chào anh Khánh Nguyễn nhá. Là Mark. Mark C. Không bày ở đâu nữa rồi, khu vực sau cái rừng già này tương đối là dị. Vâng, bên kia thì Maxi có nhiều cái bài, Maxi không nhà có thể chỉ thủ y và chủ công A. Vâng, Maxi có được vị trí kẹp A cực kỳ vừa. Hai con voi thì ưng. Vâng, vậy là chỉ là một con thôi, một cả phố 5 cây, 7 yêu và 23 con voi đưa về. Vâng, 755 với 26 nông dân của Yamato. Xây chiếc BS thứ hai rồi. Đang chờ đợi xem sau khi lên đòn dùng bao nhiêu lựa chọn phương án nó đánh cái gì. BB được thiết kế. Vâng, 19% là một cái bài đó, là một bài em đánh giá là một bài đẹp, một bài được của Maxi. Của Maxi bóng nó rộng, mặt na 19% thì cũng là bài bình thường thôi. Maxi bóng nó rộng thì cũng là một bài đẹp. Vâng, lên đây, đóng chiếc BL ở đây.
BM, mọi người sẽ đọc không nha. Ô, Yugi vẫn chưa lên đâu. Đúng rồi, kích vào cuối 7. Vâng, vậy là 13-10 trò với 26 nông dân của Yamato. Thiết kế nông dân ăn vàng. Con giò sẽ có ngay sau đây thôi. Lương công. Vâng, vậy là xong. Một chiếc E nữa là kín với khu mạng 9 giờ. Vâng, vậy đẩy 3 giờ trước. Tôi hy vọng là anh sẽ gặp nhà đối thủ luôn. Vâng, nếu mà đội bạn Y thì mình cũng có thể Y lại được. Còn Y lại được, thì 2 Y thì... A là Y này thì cũng không khác nhau là mấy. Vâng, lần công giáp đầy đủ luôn. Vâng, vậy là nhà 3 giờ không có ai. Ở dân anh yêu xong rồi. Vâng, Yugi lên đời sau đây. Ba nó là cái gì? Vâng, là dân của game thủ Yugi. Vâng, hình như là dân không biết là đang đi đâu. Vâng, vậy là ăn được sạch số dân này. Hình như là một đóng BL thứ hai. Không phải là một bi. Chống cái tình trạng mà Maxi đâm mì lại mình. Đây là nhà game tự game thủ Yugi. Vâng, vẫn còn hai con lông dân đang ăn bãi quả. Và mình đang ăn được khoảng tầm 5 con lông dân rồi, 6 con rồi. Rồi, vậy là làm xuống, vậy là khoảng tầm 6 con lông dân làm xuống. Rồi, chúng ta cho xem là vàng cũng như gỗ của Yugi đang nằm ở chỗ nào. Vâng, như đây là cái hốc. Vâng, rất có khả năng đây là cái hốc của game thủ Yugi. Đây là đơn vị ăn hoang. Vâng, đây là đơn vị dân ăn hoang của Yugi nằm ở đây. Và tình huống mà con chém của thủ đi lên đấy thì được gặp luôn. Trong một tình huống cực kỳ may mắn. Vâng, đây, vâng, nhà kho, nhà đã không xong rồi. Và là có một đi đứng kia thủ nữa không? Đi đây. Vâng, có cái nhà đi thủ của bạn hoang này. Rất tinh tế và tình huống này ăn được bằng 2-3 luôn. Vâng, vậy tỷ số là 2-0. Rất nhanh.